Ok, đây là cái thanh lam Bosco cùng thương hiệu với lại dòng xích Bosco hiện tại đang là mưa gió thị trường. Các bạn có thể thấy là đây là cây lam dùng cho những dòng máy nhỏ trên thị trường như là MS180, MS170 hoặc là MS250 hay là một số khu vực là 025 nữa đó các bạn. Đây là lam sử dụng là lam Latin đầu laser. Thấy đọc thông số trên thanh lam Bosco có ghi rất rõ là cây lam dài 45cm, độ dài là 18 inch và chân xích là 1.3mm và bước chân là 3/8 inch. Đây là cái sợi xích mình mới vừa cắt với các thông số phù hợp ở trên. Thì khi các bạn có thể ra thị trường hoặc là vào đại lý hoặc là các bạn mua hàng ở đâu đó, các bạn có thể sử dụng thông số của cây lam và yêu cầu nhà bán xích chặt loại xích phù hợp với lại thông số của cây lam. Thì đây là cái phần thông số rất là quan trọng, các bạn nên lưu ý. Đây là sợi xích mình mới cắt với là cái số chân xích là 61 chân, bước chân là 3/8 inch B và với cái độ dày của chân xích là 1.3mm phù hợp với lại thông số của trên thân lam. Các bạn có thể thấy là mình vừa vẽ vào cây lam rất là vừa khớp, rất là chắc chắn, rất là đẹp. Mình sẽ gắn vào cái dòng máy MS180 để các bạn xem thử nhé. Đây là dòng máy nhỏ MS180 mình đang thử, thì mình sẽ đặt vào đây. Thì tại sao lại có cái chữ 3/8 inch như thế này? 3/8 inch là nó sẽ phù hợp với lại cái phần nhông này. Đây là bước chân 3/8 inch, khi nó nhông nó sẽ phù hợp. Cho các bạn xem cái độ khớp của nó. Đây, đây là cái hạt xích của mình, là cái phần ốp lam của mình rất là chắc chắn. Các bạn có thể là tăng đưa sợi xích tới lui để cho nó thể là nó để dễ dàng, nó để vào cho nó thoải mái. Ok, đây là cái ốp lam, đây là phần tán lam. Ok, thì mình dặn tán lam xiết vào. Okay. Đây là sợi xích khi mà để vào vẫn còn là lỏng, thì các bạn lưu ý là cái phần lưỡi cắt sẽ hướng về bên trong, phần phía trước là mũi của cái lưỡi thì hướng về phía trước, thì mình sẽ tăng đưa cho nó sẽ khít hơn để cho khi nào mà cái phần này nó sẽ bám chặt vào thanh lam không quá lỏng. Ok, thì các bạn thấy là cái sợi xích nó đã khá là bám chặt vào thanh lam. Và mình sẽ test bằng cách là mình đẩy. Rất là vừa vặn thôi các bạn. Và đây là sợi xích Bosco trên thanh lam Bosco, rất là đẹp và vừa vặn.